Chào các bạn, hôm nay Phong Thủy May Mắn sẽ luận giải về tử vi năm 2020 của những người sinh năm 1978 Mậu Ngọ. Có thể thấy mỗi con giáp là một biến số khác nhau, có quỹ đạo chuyển động riêng của mình. Những chuyển động này có ảnh hưởng trực tiếp tới công danh, tài lộc cũng như là vận hạn của mỗi con giáp trong năm 2020. Phong Thủy May Mắn xin được tiết lộ đôi điều về vận trình tử vi tuổi Ngọ năm 2020. Năm Canh Tý lại xung với Thái Tuế nên con giáp này khó bề suôn sẻ thuận lợi, tình duyên kém sắc mà công danh cũng ảm đạm, mong chờ tài lộc thì tài lộc mãi chẳng tới nơi. Vì bạn tuổi Mậu Ngọ mà tử vi 2020 cho thấy trong năm tuổi Ngọ xung với Thái Tuế. Và ngày hôm nay, để tri ân những khách hàng đã và đang theo dõi kênh YouTube của Phong Thủy May Mắn, chúng tôi xin tặng miễn phí cho bạn Thái Tuế Phù. Anh chị hãy liên hệ với Phong Thủy May Mắn để nhận được Thái Tuế Phù nhé. Còn bây giờ thì các bạn hãy cùng Phong Thủy May Mắn tìm hiểu về tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 vào năm Canh Tý 2020. Con giáp thuộc niên mệnh này, bản mệnh nạp âm là Thiên Thượng Hỏa, có ngày sinh từ ngày 7 tháng 2 năm 1978 đến ngày 27 tháng 1 năm 1979. Đầu tiên thì cùng xét về nam mệnh. Xét về sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ năm 1978, theo dõi vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ năm 2020, con giáp này gặp Thái Tuế Tý Thủy khắc chế với Ngọ Hỏa. Đối với bản mệnh thì điều này đồng nghĩa với việc áp lực trong công việc sẽ tăng lên gấp bội, tuổi Ngọ có thể bị cấp trên chèn ép, bị những người có quyền lực gây ấm ức, chịu sự quản thúc nghiêm ngặt. Khối lượng công việc lớn, cường độ làm việc không ngừng tăng cao, làm việc mệt mỏi nhưng lại không được khen thưởng đãi ngộ đúng mức khiến cho tâm lý buồn bực, áp lực cũng ngày càng lớn, có thể thúc đẩy con giáp này vượt khỏi nội quy mà chịu sự trừng phạt. Ngoài ra, Thái Tuế hung tinh còn đại diện cho cơ quan chấp pháp, đừng để mình mắc sai lầm hay là lộ điểm yếu gì với họ, nếu không đó sẽ trở thành mối nguy hại cực kỳ lớn đối với công việc của tuổi Ngọ, khiến bạn lâm vào cảnh khốn cùng. Xét về phương diện sự nghiệp thì con giáp này trong năm nên cân nhắc trước quyết định theo đuổi ngành tài chính hay là kim loại, thủy lợi, ăn uống và nuôi trồng thủy sản. Đừng thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào, cuộc sống đâu có dễ dàng đến như vậy. Chẳng những sự nghiệp khó phát triển mà còn mang tới nhiều khó khăn rắc rối cho chính bản thân tuổi Mậu Ngọ. Để công việc được suôn sẻ, gặp ít sóng gió, khuyên anh chị nên thỉnh bát bảo tâm kinh vào vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân dùng để chiêu quý nhân. Khi được quý nhân giúp đỡ thì công việc hanh thông, thuận đà phát triển. Bát bảo tâm kinh đem lại bình an, may mắn, gia tăng phúc lộc. Khi phúc lộc tăng thì công danh sự nghiệp cũng theo đà mà phát triển. Xét về tài lộc, người tuổi Ngọ trong năm Canh Tý 2020 tài vận không được lý tưởng cho lắm. Chính tài khởi sắc chốt đỉnh, có nguồn thu nhập hợp pháp nhưng không quá dư dôi. Thêm nữa còn phải đề phòng trộm cắp lừa đảo gây phá tài. Ngoài ra trong năm có Thái Tuế là thất sát hung tinh, đối xung với thứ tài nên bản mệnh không nên tham gia các hoạt động đầu tư mạo hiểm. Các hình thức đầu cơ sinh lời đều mang tới nguy cơ mất tiền hao của hoặc bị lừa gạt hoặc bị nẫng tay trên. Người tuổi Ngọ cũng cần phải thận trọng khi làm trong ngành tài chính, cổ phiếu hay các dự án thủy lợi, thường mất nhiều hơn được. Trong thời gian này thì đừng vì bốc đồng kích động hay bất cứ lý do nào mà khiêu chiến với người có thế, gây sự ở cơ quan hành pháp. Cũng đừng vi phạm quy định pháp luật, nếu không hậu quả tổn thất nặng nề, chẳng thể kêu ai. Để tài lộc tăng thì hãy sử dụng bát bảo tâm kinh. Bát bảo tâm kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật, tượng trưng cho sự bình an, may mắn. Mặt sau là bát nhã tâm kinh và ngũ bộ chú, giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên tài lộc cũng tăng, công danh sự nghiệp thăng tiến. Xét về tình cảm, trong năm 2020 tuổi Mậu Ngọ không có nhiều đào hoa. Thái Tuế Thiên Quan Tinh là sao khắc giới của nữ mệnh. Về cơ bản thì Tý Ngọ tạo ra cục diện tương xung nên cũng không xoay chuyển được vận trình, tình duyên ảm đạm. Con giáp này dù là nam mệnh hay là nữ mệnh thì đều có được cơ hội thu hút sự chú ý của người khác phái. Nên duyên hay là không nên duyên thì chuyện này khó nói trước được. Tình cảm đôi bên cũng không được ổn định như những người khác. Nam mệnh thì chịu nhiều áp lực về kinh tế, lại hay ghen tuông, gây ra những tổn thương cả về thể chất và tinh thần với đối phương. Cũng có những lúc con giáp này vì tình mà đau khổ, bị dối lừa vì quá si mê. Người đã kết hôn cần đặc biệt lưu ý đừng tạo cơ hội cho người khác nảy sinh tình cảm với mình, nếu không bạn sẽ tự mình gây tổn thương cho bản thân, cũng tự tay phá vỡ hạnh phúc hôn nhân mình đã có. Với những người đã lập gia đình thì để vợ chồng hòa
hợp hạnh phúc, anh chị hãy thỉnh ngay khổng tước phỉ thúy mang bên mình. Trong trường hợp bạn tình của mình có dấu hiệu ngoại tình, bồ bịch linh tinh thì hãy sử dụng gà trống hoặc kiếm gỗ đào để hóa giải. Với những bạn chưa lập gia đình thì cần làm gì để có được sự hấp dẫn hơn với người khác phái? Ai cũng biết chim công là một trong tứ địa linh, long ly quy phụng, là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, quyền quý, cao sang. Nên vật phẩm phong thủy nào có hình tượng con công thì cũng sẽ đem lại may mắn trong tình duyên. Khổng tước phỉ thúy được thiết kế bằng đá phỉ thúy, trên đó có hình tượng chim công được làm bằng bạc 925. Chính vì thế mà khổng tước phỉ thúy là vật phẩm phong thủy kích tình duyên hàng đầu được các khách hàng bên phong thủy may mắn tin dùng. Xét về sức khỏe thì đường sức khỏe của tuổi Mậu Ngọ trong năm Canh Tý không được tốt cho lắm. Con giáp này trong năm gặp hạn xung thái tuế, lại vướng ngũ hành thủy hỏa xung khắc, bị bạch hổ sát và tai sát hung tinh không ngừng đeo bám. Vận trình sức khỏe của con giáp này trong năm 2020 không mấy lý tưởng. Bản mệnh phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống, bệnh tật tiềm tàng, dễ vì bốc đồng mà bị thương. Thời gian này thì dễ mắc bệnh về tim mạch, phong hàn, cảm cúm, có lúc bị tà khí xâm nhập khiến người héo mòn, khó bề chữa trị. Thủy khí vượng là lời cảnh báo con giáp này không nên đến những nơi ẩm ướt, tối tăm hay là có tà khí, có thể sẽ vướng họa vào thân hoặc tổn thương đến cơ thể. Tuổi Mậu Ngọ cũng cần phải kiểm tra sức khỏe định kỳ, năng luyện, tập thể dục thể thao, ngày nghỉ, dành thời gian bên bố mẹ, cùng cả gia đình đi dã ngoại, đến những nơi nhiều cây xanh và không khí trong lành. Đừng tự nhốt mình giữa bốn bức tường với áp lực tình tiền, dễ khiến cho tâm lý bất ổn. Sức khỏe kém trong năm nay thì hãy thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh để đem lại bình an sức khỏe. Bát Bảo Tâm Kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật, tượng trưng cho sự bình an, may mắn. Mặt sau là Bát Nhã Tâm Kinh và Ngũ Bộ Chú giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên sức khỏe cũng tốt, làm gì cũng chẳng đến nào. Thứ hai là xét về nữ mệnh, xét về phương diện tình cảm. Nếu quý cô nữ sinh năm 1978 đã yên bề gia thất thì trong năm 2020 này tình cảm gia đạo bình thường. Tuy nhiên chú ý lời nói của người ngoài mà vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã và bất hòa. Đối với quý cô còn đơn thân thì đây là một năm tốt để ra ngoài gặp được người mà mình thương yêu. Cung nhị hợp tử vi tuổi Mậu Ngọ năm 2020 nữ mạng có các sao Đào Hoa, Phúc Đức, Thiên Hỷ. Đây là bộ sao chủ về trong họ hàng có tin vui về hỷ tín, cưới xin và trong công việc có quý nhân giúp đỡ. Để có được sức hấp dẫn hơn với những người khác phái, ai cũng biết chim công là một trong tứ địa linh, long ly quy phụng, là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, quyền quý, cao sang. Nên vật phẩm phong thủy nào có hình tượng con công cũng sẽ đem lại nhiều may mắn trong tình duyên. Khổng tước phỉ thúy được thiết kế bằng đá phỉ thúy, trên đó có hình tượng chim công, được làm bằng bạc 925. Chính vì thế mà khổng tước phỉ thúy là vật phẩm phong thủy kích tình duyên hàng đầu được các khách hàng bên phong thủy may mắn tin dùng. Xét về phương diện sức khỏe năm 2020, đối với nữ mà sinh đẻ thì chú ý tới băng huyết, vỡ ối. Còn ra ngoài thì chú ý miền sông nước và do suy nghĩ nhiều mà sinh ra bệnh tật. Cung tam hợp tử vi Mậu Ngọ 2020 nữ mạng có các sao Lộc Tồn, Bác Sĩ, Tràng Sinh, Bạch Hổ, Thái Tuế. Đây là bộ sao chủ về sức khỏe có sự thay đổi, tuy nhiên chú ý bệnh xương khớp không được tốt. Sức khỏe kém trong năm thì hãy thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh để đem lại bình an sức khỏe. Bát Bảo Tâm Kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật, tượng trưng cho sự bình an, may mắn. Mặt sau là Bát Nhã Tâm Kinh và Ngũ Bộ Chú giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên sức khỏe cũng tốt, làm gì cũng chẳng đầy năng lượng. Xét về phương diện làm ăn, sự nghiệp, công việc làm ăn không mấy tốt đẹp, gặp nhiều khó khăn trong công việc. Tuổi Mậu Ngọ nữ mạng năm 2020 có các sao Quốc Ấn, Hoa Cái, Long Chỉ, Đế Vượng, Tướng Quân, Quan Phù, Lưu Hà, Thiên La. Đây là bộ sao chủ về mọi việc làm ăn không được tốt lắm. Tiền bạc khó khăn, tất cả mọi việc làm ăn đều không đem lại lợi nhuận. Ra ngoài gặp được nhiều bạn bè và nhiều mối quan hệ làm ăn. Để công việc được suôn sẻ, gặp ít sóng gió thì khuyên anh chị nên thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân dùng để chiêu quý nhân, khi được quý nhân giúp đỡ thì công việc hanh thông, thuận đà phát triển. Bát Bảo Tâm Kinh đem lại bình an, may mắn, gia tăng phúc lộc. Khi phúc lộc tăng thì công danh sự nghiệp cũng theo đà mà phát triển. Tổng quan tử vi tháng của tuổi Mậu Ngọ năm 2020. Tử vi tháng 1 năm 2020 Mậu Ngọ. Trong tháng đầu tiên của năm 2020
2020, người tuổi Mậu Ngọ có thể không gặp được khởi đầu tốt, chịu sự ảnh hưởng của Thái Tuế nên cả vận trình công việc, tiền bạc, tình cảm và sức khỏe đều giảm sút nghiêm trọng. Trong công việc, con giáp này có thể sẽ bị cấp trên khiển trách, đồng nghiệp thì buông lời xúc xiểm, khinh thường, khiến bản mệnh cảm thấy tổn thương, mất tự tin. Về phương diện tài lộc, tháng 1 âm lịch tuổi Mậu Ngọ dễ gặp họa hao tài, mất tiền, rơi điện thoại, đủ chuyện xui xẻo xảy ra. Đầu tư tiền bạc thì hay gặp phải chuyện không may, lãi không có mà còn phải bù lỗ. Ngoài ra, bản mệnh còn gặp họa đào hoa xấu, dù là người đang yêu hay là đã kết hôn thì đều phải đối mặt với nguy cơ rạn nứt tình cảm cực lớn. Tử vi tháng 2 năm 2020 âm lịch, tháng 2 âm lịch là thời điểm đánh dấu những chuyển biến tích cực về sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ, tuy nhiên thì vận trình sức khỏe vẫn không được như lý tưởng cho lắm. Trong công việc, bản mệnh đã dần thấy dễ thở hơn, tuy vẫn bị cấp trên hay là tiểu nhân gây khó dễ, nhưng mức độ giảm bớt, áp lực cũng giảm dần. Bạn không còn bị căng thẳng về việc hoàn thành nhiệm vụ nữa. Có điều, xét về phương diện sức khỏe tháng này, tuổi Mậu Ngọ dễ bị cảm cúm, ốm sốt, ho khan, khả năng miễn dịch sụt giảm, thường xuyên mộng mị, mất ngủ, đau đầu, chóng mặt, miệng nôn trướng tháo. Nên giữ chế độ ăn uống lành mạnh, tăng cường tập luyện thể dục thể thao theo sức của mình để nâng cao thể chất. Tử vi tháng 3 năm 2020 âm lịch. Xem tử vi tháng 3 2020 âm lịch thì người tuổi Mậu Ngọ bắt đầu đón cơ may tài lộc tới, nhất là nửa cuối tháng này vận trình tài lộc tăng tiến rõ rệt, đặc biệt là thứ tài cực vượng. Với những bạn ham mê đầu tư kinh doanh thì có thể kiếm được không ít lợi nhuận từ các dự án cổ phiếu, nhưng ai có thói quen mua xổ số thì may mắn trong tháng này cũng nhiều hơn, càng về cuối tháng thì may mắn càng lớn. Đường tình duyên vẫn bất ổn như trước, con giáp này dễ nảy sinh nhiều hiểu lầm, mâu thuẫn với nửa kia, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng lớn hơn. Nếu không nhanh chóng giải quyết ổn thỏa thì có thể dẫn tới kết cục tan vỡ. Vợ chồng muốn hạnh phúc trọn đời bên nhau thì phải tu khẩu. Tử vi tháng 4 năm 2020. Tử vi tháng 4 âm lịch, người tuổi Ngựa phải đối mặt với sự sụt giảm nghiêm trọng trong vận trình công danh, sự nghiệp. Trong khi đó thì đường tình duyên vẫn một màu ảm đạm, không biết khi nào khởi sắc. Về công việc thì người tuổi Mậu Ngọ thường xuyên đắc tội với không ít người vì cái tội nhanh mồm nhanh miệng nhưng lại thẳng tính, chẳng biết nói cho vừa lòng mọi người. Từ đồng nghiệp cho tới cấp trên đều ấn tượng xấu về con giáp này. Ảnh hưởng nặng nề nhất có lẽ là các bạn làm nghề bán hàng, marketing tháng này mất không ít khách hàng vì cái miệng thị phi. Hãy cố gắng kiểm soát cảm xúc, lời nói và việc làm của mình. Về phương diện tình cảm thì tuổi Ngọ cần dành thêm thời gian cho gia đình, quan tâm chăm sóc bạn đời cùng con cái, công việc quan trọng nhưng không thể là cả sinh mạng của bạn. Tử vi tháng 5 năm 2020 âm lịch. Chuyển sang tháng 5 năm 2020, sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ vẫn chưa khởi sắc hơn so với tháng trước, đường tài lộc cũng hiu hắt. Bản mệnh gặp phải khá nhiều khó khăn, thách thức trong công việc, cần phải cẩn trọng xử lý những việc trong phận sự của mình, đồng thời dành thời gian thiết lập các mối quan hệ. Bạn nên tìm cách để nói chuyện, làm thân với đồng nghiệp, nên giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, có thể như thế mới thúc đẩy được công việc tiến lên. Về phương diện tài lộc tháng này, họa phá tài, lộ tài không ngớt, không chỉ xui xẻo gặp chuyện mất tiền, bị trộm cắp mà còn hay bị phạt tiền, vay tiền, rồi thì bệnh tật cũng hao tốn không ít tài lộc. Tử vi tháng 6 năm 2020 âm lịch. Xem tử vi tháng 6 năm 2020 âm lịch, tuổi Mậu Ngọ vận trình sức khỏe khá ổn định, đường tình duyên có những dấu hiệu khởi sắc bất ngờ, càng về cuối tháng thì tình duyên càng thêm vượng. Trong chuyện tình cảm thì con giáp này nếu còn độc thân thì sẽ thể hiện được hết sức hút của mình, hấp dẫn không ít ánh mắt của người khác phái. Bạn sẽ có nhiều người theo đuổi và nhận được những lời tỏ tình lãng mạn trong tháng này. Tuổi Mậu Ngọ cần phải tỉnh táo để phân biệt đâu là tình cảm chân thành, đâu chỉ là sự rung động nhất thời. Bạn cũng đừng nhầm lẫn giữa người yêu thương mình thật lòng với người chỉ chăm chăm lợi dụng mình. Cẩn thận kẻo vừa bị tổn thương tình cảm, vừa mất tiền bạc của cải. Về mặt sức khỏe, con giáp này nên lưu ý để tránh nắng nóng mùa hè, dù nóng nực nhưng cũng không nên tắm nước lạnh thường xuyên, chọn nước ấm vừa phải là tốt nhất. Ăn uống cũng không thể qua loa, tránh đồ ăn lạnh, uống nước lạnh quá nhiều. Tử vi tháng 7 năm 2020 âm lịch, tháng cô hồn không khiến cho đường công danh sự nghiệp của con giáp này chịu ảnh hưởng quá nhiều, thậm chí là công việc còn khá thuận lợi và suôn sẻ. Song đường tình duyên thì không được may mắn như vậy, càng về nửa cuối tháng thì vận trình càng xuống dốc nghiêm trọng.
Trong công việc thì tuổi Mậu Ngọ không gặp phải nhiều khó khăn, phiền phức, bản mệnh đủ năng lực để một mình đảm nhận công việc. Hơn nữa, nhờ được quý nhân phù trợ nên bước đường phía trước hanh thông bất ngờ, cơ hội để tăng lương thăng chức cũng nhiều gấp bội. Xét về mặt tình cảm thì người có đôi dễ nảy sinh mâu thuẫn bất đồng vì những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, thậm chí có thể dẫn tới chiến tranh lạnh. Mối quan hệ bị đông cứng, bản mệnh nên thử thay đổi góc nhìn của mình, suy nghĩ nhiều hơn cho đối phương. Ngoài tình yêu còn cần cả lòng bao dung và sự thông cảm nữa. Tử vi tháng 8 năm 2020 âm lịch, đường tài lộc của tuổi Mậu Ngọ trong tháng 8 này cực kỳ là hưng vượng. Chuyện tình cảm cũng có những bước chuyển biến tích cực hơn so với tháng trước. Con giáp này nếu theo nghiệp kinh doanh thì tháng này nên đẩy mạnh quảng cáo tiêu thụ các mặt hàng mới, có nhiều cơ hội thu hút khách hàng, thậm chí có được đơn hàng lớn bất ngờ, tài lộc ùn ùn đổ về nhà. Thực ra bản mệnh cũng phải đối mặt với không ít đối thủ cạnh tranh, song người tuổi Ngọ chẳng vì thế mà lo lắng. Con giáp này tự tin vào năng lực của mình, cũng tự tin vào chất lượng sản phẩm mình đưa ra, chẳng những đánh bại được đối thủ mà còn chiếm thêm được thị phần. Xét về đường tình duyên thì những mâu thuẫn trước đó giữa hai người dần được hóa giải, hiểu lầm tan biến, tình cảm được hâm nóng trở lại. Song bản mệnh cần nhớ rằng tình yêu cũng cần được che chở và bao bọc, nếu không có thể bị lụi tàn bất cứ khi nào. Tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch, bước sang tháng 9 âm lịch, tuổi Mậu Ngọ sẽ nhận được những tin không vui về công việc, trong khi đó thì sức khỏe vẫn đang tiếp tục trên đà đi xuống. Về công việc thì con giáp này bị tiểu nhân ngáng trở, không ngừng tạo ra những âm mưu hãm hại, nhiệm vụ được giao không thể hoàn thành đúng như dự kiến, bị cấp trên khiển trách, thậm chí có thể cắt lương, cắt thưởng. Cần phải rèn cho mình thói quen tỉ mỉ, cẩn thận, trước khi bàn giao công việc thì phải kiểm tra lại để tránh sai sót. Xét sang sức khỏe, tuổi Ngọ dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết, có thể bị viêm mũi, ho khan. Nếu bệnh kéo dài thì người mệt mỏi, cần nhanh chóng thăm khám, chữa trị kịp thời. Hàng ngày nên tăng cường tập luyện thể dục thể thao để tăng sức đề kháng. Tử vi tháng 10 năm 2020 âm lịch, trong tháng 10, sự nghiệp của tuổi Ngọ vẫn chưa được ổn định, vận trình chưa có gì khởi sắc so với tháng trước. Đường tình duyên sa sút, tuy không phải với tốc độ chóng mặt nhưng con giáp này cũng cần phải đề phòng. Xét về phương diện sự nghiệp, bản mệnh tháng này cạnh tranh kịch liệt với những đối thủ khác. So với đồng nghiệp của mình thì bản mệnh không có được năng lực xuất chúng, cũng không có đủ tự tin nên càng không thể phát huy được năng lực của bản thân. Con giáp này cần phải thả lỏng tinh thần, thoải mái bắt tay vào việc thì mới có thể đạt được hiệu suất cao. Căng thẳng, áp lực suốt một thời gian dài sẽ chỉ khiến cho tâm trạng trở nên tiêu cực, cũng không còn tâm trạng làm việc nữa. Trong chuyện tình cảm, người tuổi Ngựa vốn sống phóng khoáng cũng nên suy nghĩ hơn cho người ấy. Ai cũng cần một khoảng thời gian riêng, đừng kìm kẹp kiểm soát nhau quá nhiều, nếu không lại thành phản ứng ngược, tình không bền chặt đã vội nhạt phai. Tử vi tháng 11 năm 2020 âm lịch, trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý, tuổi Ngọ cả tiền bạc và sức khỏe đều không được như ý, đặc biệt sức khỏe thời điểm này khá tệ, cần phải lưu tâm. Bản mệnh tinh thần xuống dốc, dù làm gì thì cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, trắc trở. Người làm đầu tư cổ phiếu, kinh doanh nhà đất thì cần phải kịp thời thu lại vốn, nếu không có nguy cơ mất trắng cả vốn lẫn lời. Về sức khỏe thì tuổi Ngọ thường cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, ngủ không ngon giấc, nên nhanh chóng đi đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám, kiểm tra sức khỏe, tránh những hậu quả đáng tiếc. Nên cân bằng cuộc sống và công việc, đừng tạo quá nhiều áp lực cho mình. Tử vi tháng 12 năm 2020 âm lịch, tháng cuối cùng của năm 2020 là thời điểm mà con giáp này cảm thấy vận trình xuống dốc trầm trọng, mọi thứ chỉ có tệ hơn chứ chẳng có bớt đi. Tháng cuối cùng của năm 2020 là thời điểm mà con giáp này cảm thấy vận trình xuống dốc trầm trọng, mọi thứ chỉ có tệ hơn chứ chẳng bớt đi chút nào, nhất là công việc và tình cảm, có thể nói đã đi xuống tận đáy. Về chuyện tình cảm thì bản mệnh và người ấy liên tục nảy sinh tranh cãi, số lần chiến tranh lạnh gia tăng tới mức đáng báo động. Nếu không kịp thời cải thiện mối quan hệ, tìm cách chia sẻ và tâm sự với nhau nhiều hơn thì rất có thể sẽ phải đối mặt với càng nhiều rắc rối, hiểu lầm, tình cảm cũng đứng trên bờ vực tan vỡ. Trong công việc thì những chú ngựa cần phải sốc lại tinh thần của mình. Bạn mắc lỗi quá nhiều, bị cấp trên khiển trách, đồng nghiệp khinh khí, khách hàng bị cấp trên khiển trách, đồng nghiệp khinh khi, khách hàng trách móc, có lúc tưởng chừng muốn sụp đổ. Tuy nhiên thì cuộc sống ai chẳng có những lúc khó khăn, con giáp này nên suy nghĩ lạc quan hơn để đối mặt với hiện thực. Dù làm gì thì cũng phải hết sức, dù làm gì thì cũng phải đặt hết tâm sức vào đó, đừng qua loa đại khái mà mang họa về sau. Hóa giải theo phong thủy phi tinh năm 2020.
Theo dõi tổng quan tử vi 2020 của tuổi Mậu Ngọ, con giáp này xung thái tuế nên hung nhiều hơn là cát. Sự nghiệp khó thăng tiến bởi bị chèn ép, có thể phải thay đổi chỗ làm hay là vị trí làm việc. Để công danh sự nghiệp được tốt hơn trong năm nay, bạn hãy thỉnh vòng tam hợp hoặc dây bát bảo tâm kinh để mọi việc được suôn sẻ, may mắn hơn. Tiền bạc cũng không sung túc cho lắm do liên tiếp gặp tai họa về thân thể, còn bị kẻ gian lừa gạt tiền bạc nữa. Làm lụng cực khổ mà tiền mất trong chớp mắt, chuyện tình cảm không có nhiều tín hiệu khởi sắc, sức khỏe cũng sa sút, dễ mắc bệnh tật ốm đau. Theo dõi tử vi 2020, ngũ hoàng sát tinh bay về phương chính đông, nếu không kiểm soát tốt phong thủy ở vị trí này thì rất có thể sẽ gây nguy hiểm cho cả gia đình khi liên tục gặp phải những chuyện ngoài mong muốn, tai nạn hung hiểm đáng sợ. Chẳng những ảnh hưởng tới sức khỏe, hung tinh này còn có thể tác động xấu đến công việc, tình cảm hay là tiền bạc của bản mệnh. Vì thế, nếu cửa chính, cửa các phòng hay là chỗ ngồi, giường ngủ ở vị trí này thì phải đặc biệt cẩn thận. Nếu có thể thay đổi vị trí thì nên thay đổi vị trí, nếu không có thể đặt tượng kỳ lân phong thủy ở phương chính nam để thúc vượng hỷ khí, nhờ hỷ thần xua tan bớt những sát khí tối tăm. Mệnh chủ có thể đặt thêm tấm thảm màu đỏ ở góc chính nam trong nhà hoặc là tăng lượng đèn ở đây, tạo độ sáng phù hợp, có thể nhờ thế mà cải thiện tình hình sức khỏe của người sống trong nhà. Như đã hứa ngay từ đầu thì chúng tôi có nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Ngọ thái tuế phù làm bùa may mắn cho mình. Để nhận quà cũng như thỉnh các vật phẩm phong thủy cho mình, các bạn hãy liên hệ hotline với chương trình. Chuyên viên phong thủy may mắn sẽ giải đáp cho các bạn mọi thắc mắc về tử vi phong thủy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại vào những chương trình tiếp theo.